lập nhóm trên mạng xã hội rồi hẹn nhau hỗn chiến. Theo Zing News, Công an quận Long Biên, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can 6 thanh niên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an xác định Lê Gia Huy, sinh năm 2005 là người cầm đầu nhóm thanh niên này. Theo cơ quan công an, Huy xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Vũ Tiến Thành, sinh năm 2004. Huy lập nhóm Facebook gồm 15 người để hẹn hò, tụ tập đánh nhau với nhóm của Thành. Sau khi bàn nhau, Huy hẹn nhóm này sẽ đi tìm nhóm của Thành ở quanh khu vực cầu Vĩnh Tuy. Nhóm này mang theo phóng lợn, vỏ chai bia, tay đeo khăn để dễ nhận dạng. Sau đó, những thanh niên này cầm hung khí đi qua các phố trên địa bàn quận Long Biên và Hai Bà Trưng. Khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, nhóm của Huy gặp một số người giống nhóm đối thủ nên phóng xe đuổi theo. Lúc này, hai người bị lực lượng cảnh sát cơ động bắt giữ. Lê Gia Huy sau khi biết đồng bọn bị bắt đã bỏ trốn.